Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với luật thứ hai của quản lý nghiệp. Tìm nguyên nhân của những nguyên nhân, trí tuệ cổ xưa, cái này xảy ra vì cái kia xảy ra, Đức Phật 500 năm trước công nguyên. Nguyên nhân thực sự, hãy nhìn lại nơi chúng ta đang đứng. Tóm lại, nếu điều đó không hiệu quả, thì mỗi lần bạn thử, thì nó vẫn không hiệu quả. Hãy ngưng làm những việc không hiệu quả đi. Vì thế, điều chúng ta mong đợi là gì? Chỉ làm đúng việc thường ngày mà bạn làm khi bạn ra ngoài sáng nay, mở khóa và chiếc xe của bạn không hoạt động. Hãy tìm nguyên nhân thực sự phía sau mọi nguyên nhân. Với một chiếc xe hơi thì điều đó là thế nào? Hãy nhìn vào dưới gầm xe và xem liệu nguồn điện của xe có ổn không? Bởi vì bạn biết rằng cuộc sống cũng giống như một chiếc xe hơi. Đức Phật đã nói và các nhà khoa học cũng tự đồng ý rằng nếu một điều xảy ra thì nhất định đã có một điều khác xảy ra trước đó rồi. Nguyên nhân thì dẫn đến kết quả, mở khóa thì xe chạy. Trừ phi chúng ta mở khóa mà xe không chạy thì chúng ta mới đi xa hơn và tìm hiểu chiều kích thứ 3. Một mức độ ẩn sâu dưới chìa khóa và chiếc xe, nơi nguyên nhân thực sự đang ẩn nấp, nó nằm ở dưới capo của chiếc xe. Nằm ở dưới đó chính là nguồn điện, chìa khóa để đến với chiếc xe. Nguồn điện, ắc quy để mở chìa khóa, sau đó chiếc xe sẽ chạy. Hãy chú ý tới điều chúng tôi vừa nói, nguyên nhân thực sự. Đây chính là điều mà chúng tôi gọi là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Chìa khóa có trong tay bạn làm cho chiếc xe nổ máy, nhưng chỉ có nguồn điện ắc quy thì chìa khóa mới làm xe nổ máy. Điều tưởng như là nguyên nhân và nguyên nhân thực sự. Đây là điều đột phá. Chiếc chìa khóa có thể không phải là thứ thực sự khiến chiếc xe nổ máy, nhưng nó có vẻ như thế và dĩ nhiên là chúng ta suy nghĩ theo cách này. Tất nhiên, điều thực sự làm chiếc xe nổ máy được phải là nguồn điện ắc quy. Sự thực là từ nguồn điện và có vẻ thực là chìa khóa dẫn đến chiếc xe được nổ máy. Và vì thế, bạn có thể vẽ một dòng kẻ đứt đoạn phân chia mọi thứ thành hai mức. Một là điều có vẻ như là nguyên nhân thực sự, và hai là thực sự là nguyên nhân. Chúng ta cần làm gì khi chẳng bao giờ chắc chắn rằng sự việc sẽ suôn sẻ dù chúng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa? Hãy quay lại ví dụ về 100.000 chiếc tủ lạnh, ví dụ mà đội dự án của bạn cần chuyển đi và bán hết trong vòng 5 tháng tới. Bạn có biết cách để không thể bán tất cả những chiếc tủ lạnh đó không? Chúng ta bị vướng vào cái nhìn hai chiều. Hãy lưu tâm tới nguyên nhân thực sự, hãy gọi cho khách hàng bởi mọi người đều hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả. Cuộc gọi để đi đến bán hàng, bạn sẽ điên lên vì điều đó. Tại sao? Bởi vì đôi khi gọi điện thì có kết quả, nhưng đôi khi khách hàng sẽ từ chối. Và chúng ta đã hứa rằng chúng ta sẽ dừng lại nếu bất cứ khi nào việc chúng ta đang làm chẳng còn hiệu quả nữa. Có quá nhiều điều không chắc chắn ở đây, quá nhiều căng thẳng, tỷ lệ thất bại cao, giống như việc tra chìa khóa vào ô tô hết lần này đến lần khác khi động cơ không thể nào nổ chỉ bằng một động tác mở khóa nữa. Hãy đi tìm nguyên nhân của những nguyên nhân, và nguyên nhân thực sự chính là nghiệp, bởi bất cứ điều gì bạn làm rồi cũng sẽ quay trở về với bạn, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Nghiệp hoạt động như thế nào? Trước tiên, chúng ta nên hiểu nghiệp là gì một cách ngắn gọn trước khi bắt đầu nhớ lại tất cả những khái niệm sai lầm về nó mà bạn đã nghe từ trước. Nghiệp đơn giản chỉ là bất cứ thứ gì bạn làm, nói hay suy nghĩ. Nếu bạn cảm thấy thoải mái, có thể gọi đó là tất cả những gì tôi làm. Bất cứ khi nào chúng ta quyết định làm hay nói, hoặc chỉ cần nghĩ về điều gì đó, nó sẽ luôn được ghi sâu bên trong tâm trí của chúng ta. Quả thật là như thế, vì bạn sẽ ở đó lắng nghe khi bạn quyết định làm điều đó.
Trí óc thì rộng lớn và là một ổ cứng siêu nhạy cảm với khả năng ghi nhận, lưu trữ vô tận. Và ở một thời điểm, ở một nơi nào đó trong đầu của bạn, mọi thứ bạn làm đều được ghi nhận lại. Bất cứ khi nào bạn làm điều đó dù nhỏ nhất, bạn sẽ gieo một hạt giống trong tâm trí của bạn. Nó tạo ra một chuyển động với năng lượng tương ứng mà một ngày nào đó nó sẽ trở lại tâm trí của chúng ta để quyết định cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới này. Và vì thế chúng ta có thể vẽ một biểu đồ giống như hình dưới. Thứ nhất là thực, là nghiệp. Từ nghiệp đi đến các cuộc gọi và dẫn đến các thương vụ. Nếu một cuộc gọi tạo ra một thương vụ cho bạn, thì điều đó không có nghĩa là vì cuộc gọi. Nếu chìa khóa làm cho xe nổ máy, thì không phải chỉ bởi chiếc chìa khóa. Đó chỉ là trông như vậy, đó chỉ là những gì có vẻ như đang xảy ra. Nhưng điều gì là thật, điều gì thực sự xảy ra là nguồn điện khiến xe nổ máy, vì nguồn điện khiến chìa khóa làm xe nổ máy. Hãy nắm lấy điều đó bất cứ khi nào bạn gọi điện thoại và nhận được một đơn hàng. Đó là do nghiệp lực khiến cuộc gọi xảy ra và biến cuộc gọi thành thương vụ thành công. Nghiệp chính là nguyên nhân thực. Nghiệp ẩn dưới mọi thứ, giống như đất của mẹ, trái đất có ở mọi nơi dưới mọi thứ xung quanh chúng ta, ôm giữ cho những tòa nhà khiến cây cối sinh trưởng. Đó mới chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Giờ thì hãy sử dụng điều đó một cách đúng đắn. Câu chuyện thành công của Gelmi Chakros. Bạn có thể nói ở ba khía, ba sự kiện chính trong thế giới này tạo nên điều kiện cho Andy International Diamond thành công. Những thay đổi xã hội mạnh mẽ chẳng điều gì mà bất cứ ai trong chúng tôi có thể dự đoán, cũng chẳng khiến có điều gì xảy ra, hay là nó trông có vẻ như vậy vào thời gian đó. Trước hết, phụ nữ Mỹ bắt đầu tham gia vào thị trường lao động với một con số tăng lên đáng kinh ngạc. Trước đó, phần lớn nữ trang đều do các quý ông mua tặng các quý bà, vì khiến ông kiếm ra tiền. Đột nhiên, hàng triệu phụ nữ có những tài khoản cá nhân khiến họ có thể sử dụng một phần để mua những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đeo đi làm. Đó chính là mặt hàng đặc trưng của công ty chúng tôi. Thứ hai là Ấn Độ đột nhiên trở thành một trung tâm quan trọng cho việc chế tác cắt kim cương. Trước đó, hầu hết kim cương được cắt ở New York và Amsterdam hay ở Tel Aviv. Đột nhiên, công ty của chúng tôi có thể mua những viên kim cương đủ loại với giá rất phải chăng để làm nên những chiếc kim cương lấp lánh với chi phí thấp hơn, do đó có thể cung cấp cho khách hàng với giá rẻ hơn nhiều. Cuối cùng, chính phủ Trung Quốc đột nhiên nới lỏng việc đầu tư với đất nước của họ và chúng tôi có thể bắt đầu sản xuất rất nhiều sản phẩm của chúng tôi tại đó, tiết kiệm không gian đắt đỏ ở Manhattan để dành cho việc trưng bày và bán hàng hóa. Một lần, chúng tôi cùng ngồi với nhau và tìm hiểu xem tại sao ba sự kiện đó xảy ra vào đúng thời điểm để tạo nên thành công cho chúng tôi. Một người nói, các bạn biết đó là nhờ vào việc phụ nữ Mỹ, họ đã khiến chúng ta thành công. Cuối cùng thì Andin đã trở thành một công ty tại New York, nơi phụ nữ đã có thể tham gia vào những công việc điều hành quan trọng, cùng với đó là chi tiêu tương xứng khi họ ở vị trí đó. Một người khác lại nói, nhờ Ấn Độ nữa, ý tôi là nếu bạn tin vào nghiệp hay điều gì đó giống như vậy, đó là số phận. Andin luôn là một nhà sản xuất trang sức mở rộng cửa để thuê những người Mỹ gốc Ấn Độ vào làm việc. Chúng ta bắt đầu với Kitham ở Bombay và sau đó là những người khác ở Ấn Độ, bạn bè, những người anh em trai và những người chú, có ít nhất là 20 người từ Ấn Độ chỉ tính riêng khu vực đá quý. Người thứ ba nói cả Trung Quốc nữa. Chúng ta thực hiện thành công với dự án Chinatown Manpower giúp đào tạo những người Mỹ gốc Trung Quốc về những kỹ năng chế tác trang sức đến khi trình độ tiếng Anh của họ hoàn thiện.
Tại sao? Bạn có thể nói rằng điều đó là do những lực lượng ngầm ẩn sâu thẳm. Những nguyên nhân của mọi nguyên nhân cho thành công của chúng tôi bùng nổ như bong bóng dưới chân chúng tôi, làm thay đổi môi trường kinh doanh và tạo nên lợi nhuận phi lợi nhuận cho chúng tôi. Danh sách những việc bạn cần phải làm. Quay trở lại với thời gian tĩnh lặng, bạn có thể thấy rằng cách bạn thực sự khởi động để tận hưởng những thời gian tĩnh lặng một mình. Hãy gọi một cốc ca cao nóng và mở cuốn sách của quản lý nghiệp này ra và đặt nó xuống bàn. Giờ thì hãy chỉ nhìn vào trang giấy trắng. Hãy viết ra 3 điều thành công nhất từng xảy ra trong cuộc sống của bạn. Giờ hãy quan sát xem liệu bạn có thể nhớ lại đã giúp ai đó thành công bằng chính cách đó, thậm chí mức độ có thể nhỏ hơn một chút vì những hạt giống của nghiệp đã được trồng xuống nền tảng của tàng thức chúng ta ngày càng lớn cho tới khi nó chín muồi. Có thể vào thời gian khi cốc Coca được mang đến, bạn sẽ nghĩ về một lý do khiến bạn ngay lập tức quay trở lại. Và bạn có thể bắt đầu có những ý tưởng mới về nguyên nhân thực sự để bán hết 100.000 sản phẩm. Vừa rồi mình đã thông qua luật thứ 2 của quản lý nghiệp. Xin hẹn lại gặp lại các bạn trong luật thứ 3. Xin chào!